ba của anh Hiển mới mất. Dì hai với anh Hiển đang trên đường ra Phú Quốc. Chuyện ba của anh Hiển mất á, chỉ có những người trong gia đình mới biết thôi, chứ ở trong tập đoàn không ai biết hết. Bây giờ em biết rồi, em sẽ gọi cho anh Hiển. Nếu cần, em sẵn sàng bay liền ra đó để an ủi ảnh. Là em không hiểu hay là em cố tình không hiểu vậy? Anh Hiển có cần sự an ủi của em sao? Đi tới công trình đi, em còn nhiều việc phải làm lắm. Làm gì mà không bắt máy vậy? Vô đi, chị đang bận lắm. Không có gì quan trọng thì cứ để sau đi. Chị biết tin sếp Hiển đi công tác cùng với Nhã Phương chưa? Chị thấy em nghi đâu là trúng đó chưa? Con Nhã Phương mới vô công ty, chỉ là một nhân viên văn thư hèn mọn, biết cái gì đâu mà đi công tác với sếp chứ. Rõ ràng là hai người đó có gì với nhau rồi. Chị phải làm cái gì đi chứ, không thể ngồi yên như vậy được. Em nghĩ mà em còn tức giùm cho chị. Nếu là em không để cho nó yên thân đâu. Em tức giùm cho chị hay là em đang tức cho em? Hình như là Chí Kiên cũng đi cùng họ mà, đúng không? Dạ, thì em tức giùm cho hai chị em của mình. Nhưng mà chị thấy chẳng có gì tức. Đó giờ mẹ anh Hiển luôn coi chị là con dâu, còn Nhã Phương hả, không xứng làm tình địch của chị. Nhưng chị à, chị phải đề phòng. Lỡ như cô ta giở trò mang thai với sếp Hiển thì mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nhiều. Em nói không sai. Có lẽ chị nên đề phòng cái hậu quả này. Tình yêu mà đến sao không trân trọng một nửa chân thành, sao lại để sai trái xin lỗi đau thương hòa vào mất mát.